Cô mời cả lớp cùng quan sát lại những nội dung mà cô đã dặn dò cho các con nhé. Hôm nay cô và cả lớp chúng ta sẽ cùng đến với chương mới, đó là chương 5, Việt Nam từ khoảng thế kỷ thứ 7 trước Công Nguyên đến đầu thế kỷ 10. Trong chương 5 thì các em sẽ được tìm hiểu các kiến thức như sau. Thứ nhất đó là tìm hiểu về nhà nước Văn Lang, Âu Lạc. Thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu về các chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến về kinh tế, xã hội của Việt Nam trong thời Bắc thuộc. Nội dung tìm hiểu tiếp theo đó là các cuộc đấu tranh giành độc lập trong thời Bắc thuộc trước thế kỷ 10. Các con cũng sẽ được tìm hiểu về các cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hóa của người Việt trong thời Bắc thuộc, và chúng ta sẽ được học về Vương quốc Champa và Vương quốc Cổ Phù Nam. Khoảng thiên niên kỷ thứ nhất trước Công Nguyên, những vùng đồng bằng ven biển ven các dòng sông lớn của nước ta đã là nơi cư trú của các bộ lạc lớn. Họ là chủ nhân của các quốc gia cổ đại đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam như Văn Lang, Âu Lạc, Champa, Phù Nam. Trải qua những biến động của lịch sử, Phù Nam bị diệt vong, Champa cường thịnh rồi suy yếu dần. Liên quốc gia của người Việt đã trải qua hơn ngàn năm bắc thuộc và giành lại độc lập vào năm 938. Dân tộc Việt Nam có bề dày hàng ngàn năm lịch sử trong tâm linh và tình cảm của những người dân đất Việt. Cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ là khởi nguồn của dân tộc và các vua hùng là những người có công dựng nước. Người Việt Nam có câu, cây có cội, nước có nguồn. Ngay từ khi mới đi học, chúng ta đã biết đến đạo lý uống nước nhớ nguồn. Cỏ cây từ đất mẹ sinh ra, con người thì phải có tổ tiên ông bà. Tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử nước nhà là cách thể hiện lòng yêu nước, trách nhiệm với tổ tiên, với nòi giống, với quốc gia. Trong bài học hôm nay, bài 14, Nhà nước Văn Lang Âu Lạc, chúng ta sẽ tìm hiểu về hai quốc gia đầu tiên của người Việt, đó là nhà nước Văn Lang và nhà nước Âu Lạc. Bài 14. Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc. Kiến thức cần đạt. Sau khi các con học xong bài này, các con chúng ta sẽ hiểu về quá trình dựng nước và buổi đầu giữ nước của tổ tiên người Việt. Những nhà nước cổ đại đầu tiên của người Việt đó là nước Văn Lang và nước Âu Lạc. Cuối cùng, chúng ta sẽ tìm hiểu về những phong tục trong văn hóa Việt Nam hình thành từ thời Văn Lang và Âu Lạc. Cấu trúc bài học như sau. Bài học gồm có hai la mã. La mã thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về nhà nước Văn Lang. Và la mã thứ hai, các con sẽ tìm hiểu về nhà nước Âu Lạc. Và trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu phần 1 la mã nhà nước Văn Lang nhé. Cô mời các con cùng quan sát lược đồ vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ khoảng 2.000 năm trước Công Nguyên, những nhóm cư dân Việt cổ đã bắt đầu mở rộng địa bàn cư trú, di cư từ vùng núi Trung Du xuống đồng bằng châu thổ các dòng sông lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay. Các con quan sát trên lược đồ, chúng ta có thể thấy khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tập trung rất là nhiều dòng sông lớn như là sông Hồng, sông Đà, sông Cả, vân vân, và con sông lớn. Và sông Hồng là một trong những con sông lớn ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Về sau, đây cũng chính là vùng cư trú chủ yếu của cư dân nước Văn Lang và nước Âu Lạc.
Mời các con cùng đến với một cảnh sinh hoạt trong bộ lạc. Trong hình ảnh này thì các con có thể thấy cư dân trong bộ lạc sinh sống chủ yếu đó là kinh tế, nông nghiệp. À, các con chúng ta có thể nhìn xa xa, đây chính là hình ảnh một người đang bắt cá, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Như các con thấy là đang nuôi gà vịt. À, đây là chính là hoạt động giã gạo. Qua những hoạt động trên thì chúng ta có thể thấy bộ lạc này rất là giàu có và đông đúc. Ta dựa vào sách giáo khoa, các con hãy trả lời cho cô biết Văn Lang là bộ lạc như thế nào? Các con cùng quan sát lại lược đồ vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Lúc bấy giờ, những bộ lạc lớn dần hình thành gần gũi nhau về tiếng nói và hoạt động sản xuất. Và bộ lạc Văn Lang là một bộ lạc sinh sống ở khu vực lưu vực con sông Hồng, từ Việt Trì, Phú Thọ đến chân núi Ba Vì, Hà Nội ngày nay. Và Văn Lang là bộ lạc có nghề đúc đồng phát triển, dân cư đông đúc. Và đây cũng chính là bộ lạc hùng mạnh nhất, giàu có nhất lúc bấy giờ. Cư dân của bộ lạc Văn Lang chủ yếu là sống ở những bãi sa bồi, họ trồng lúa và trồng dâu nuôi tằm. Đây chính là hình ảnh trong truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh. Vậy thì các con có nhớ về nội dung của câu truyện Sơn Tinh Thủy Tinh hay không? Vậy thì qua câu truyện Sơn Tinh Thủy Tinh đã nói lên hoạt động gì của nhân dân ta? Một câu hỏi rất là đơn giản đúng không nào? Qua hình ảnh trong truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh thì chúng ta thấy đây chính là cảnh giao đấu giữa chàng Sơn Tinh và Thủy Tinh. Vậy thì câu truyện Sơn Tinh Thủy Tinh đã nói lên hoạt động đó là chống thiên tai lũ lụt. Đây là một hoạt động thường xuyên của nhân dân ta để chống lại các hiện tượng thiên nhiên. Vậy thì các con suy nghĩ với cô nhé, để chống lại lũ lụt, hạn hán thì một người hay một bộ lạc làm có được không các con? À, rất là khó để làm một mình hoặc là chỉ có một bộ lạc làm thôi đúng không? Bởi vì nếu như chỉ có một bộ lạc làm thì thời gian sẽ rất là lâu, đồng thời cái hiệu quả công việc nó cũng sẽ không có cao. Chính vì vậy, để chống lại lũ lụt, hạn hán, thiên tai thì không thể một người hay một bộ lạc làm, mà lúc bấy giờ cần có sự liên kết giữa các bộ lạc. Vì vậy, nhu cầu trị thủy đối phó với lũ lụt, bảo vệ mùa màng đã thúc đẩy sự liên kết giữa các bộ lạc với nhau. Và dựa vào thế mạnh của mình, thủ lĩnh bộ lạc Văn Lang đã làm gì? Các con chúng ta có thể đọc sách giáo khoa và trả lời cho cô câu hỏi này. Lúc bấy giờ, dựa vào thế mạnh của bộ lạc mình, thủ lĩnh bộ lạc Văn Lang đã thu phục các bộ lạc khác và tự xưng là hùng vương. Đây chính là lý do để thành lập nhà nước Văn Lang. Và các con chúng ta đang quan sát, đây chính là hình ảnh được phát họa lại về người thủ lĩnh bộ lạc Văn Lang. Và qua cách trang phục thì các con chúng ta có thể thấy thủ lĩnh bộ lạc Văn Lang là thủ lĩnh của một bộ lạc rất giàu có. Các con sẽ thấy là bộ lạc này có nghề đúc đồng phát triển, cho nên là người thủ lĩnh bộ lạc đang cầm trên tay là một cái rìu đồng và đang thắt bên lưng của mình đó chính là một cái dao găm đồng. Hình ảnh rất là oai phong đúng không nào? Cô mời các con cùng đọc phần 14.1 trong sách giáo khoa trang số 73. Trả lời cho cô câu hỏi như sau.
là nhà nước Văn Lang được thành lập vào thời gian nào, do ai đứng đầu và đóng đô ở đâu? Nhà nước Văn Lang được thành lập vào thế kỷ thứ 7 trước Công Nguyên do thủ lĩnh bộ lạc Văn Lang đã hợp nhất các bộ lạc tự xưng là Hùng Vương. Hùng có nghĩa là hùng mạnh, vương là vua. Muốn khẳng định đây là một ông vua hùng mạnh. Đặt tên nước là Văn Lang, như vậy thì các con biết tên nước là dựa vào tên của bộ lạc hùng mạnh nhất, đó là bộ lạc Văn Lang đúng không? Và nhà nước sẽ đóng đô ở Phong Châu, Phú Thọ. Các em chúng ta sẽ cùng nhau ghi bài phần một La Mã, một nhỏ, sự ra đời của nhà nước Văn Lang. Do sự phát triển của công cụ đồng và sắt nên đời sống sản xuất có sự chuyển biến cùng với nhu cầu làm thủy lợi, thể hiện qua nhiều truyền thuyết là sơn tinh thủy tinh và chống ngoại xâm, thể hiện qua truyền thuyết thánh gióng đã thúc đẩy sự ra đời nhà nước đầu tiên là nhà nước Văn Lang. Đây là điểm tương đồng với sự hình thành của các nhà nước phương Đông khác. Các con chúng ta đã ghi bài xong chưa nào? Các con nhớ cho cô, đó là trên slide của cô có dòng chữ mũi tên màu đỏ và chữ nhà nước đầu tiên trong lịch sử nước ta đều được ghi bằng màu đỏ. Thì các con ở trong tập cũng sử dụng viết mực màu đỏ để viết bài nhé. Đây chính là thị danh Phú Thọ, là kinh đô của nước Văn Lang thời Hùng Vương. Đây chính là hình ảnh đền thờ Hùng Vương, ngày nay là tỉnh Phú Thọ. Sau đây, mời các con chúng ta qua phần 2, tổ chức nhà nước Văn Lang. Sau khi lên ngôi, Hùng Vương đã tổ chức nhà nước Văn Lang như thế nào? Cô mời các con chúng ta cùng quan sát hình ảnh. Mời các con quan sát sơ đồ bộ máy nhà nước Văn Lang. Cấp trung ương thì đứng đầu nhà nước đó chính là Hùng Vương. Giúp việc cho vua gồm có lạc hầu và lạc tướng. Lạc hầu là tướng văn, lạc tướng là tướng võ. Lạc hầu là tướng văn thì sẽ giúp vua soạn thảo những văn bản để mà ổn định nhân dân về mặt chính trị, kinh tế, xã hội. Còn lạc tướng là tướng võ thì khi đất nước có giặc ngoại xâm thì lạc tướng sẽ cùng lãnh đạo nhân dân để mà chống giặc. Bên cạnh đó thì lạc tướng còn là người đứng đầu các bộ. Các con có biết là Hùng Vương chia cả nước ra làm bao nhiêu bộ không? Hùng Vương chia cả nước ra làm 15 bộ. Và như cô có nói vừa rồi thì lạc tướng được phân công cho nhiệm vụ đó là cai quản các bộ. Và dưới bộ là đơn vị triền trạ, thì đứng đầu triền trạ đó chính là các bộ chính, hay nhân dân sẽ gọi bằng một cái tên thân mật hơn, gần gũi hơn, đó là xà làng. Đây chính là sơ đồ hình tam giác mà cô hệ thống lại cho các con về bộ máy nhà nước Văn Lang. Và con trai của vua sẽ được gọi là Quan Lang, con gái của vua được gọi là Mỹ Nương. Hẳn là các con đã từng được nghe kể về câu chuyện Thánh Tống rồi. Vậy thì
Cha cô hỏi, khi đất nước chưa có quân đội, khi có chiến tranh thì vua Hùng sẽ làm gì? Các con có nhớ chi tiết? Đó là đời Hùng Vương thứ 6. Khi giặc Ân qua xâm lược thì vua Hùng đã mời sứ giả Bắc Loa tìm kiếm người tài trong cả nước. Và như vậy thì sứ giả đã tìm thấy được cậu bé Thánh Tống. Như vậy thì khi đất nước chưa có quân đội, khi có chiến tranh thì vua Hùng sẽ... Cô mời các con ghi nội dung của phần 2, tổ chức nhà nước Văn Lang. Sau đây, để củng cố lại kiến thức mà cô đã giảng dạy thì chúng ta sẽ cùng tiến hành chơi một trò chơi nha. Đây chính là trò chơi ô chữ. Các con chúng ta sẽ cùng lần lượt với cô mở các ô chữ từ số 1 đến số 7. Và ở đây sẽ có một ô chữ là màu đỏ, đây được xem là ô chữ quan trọng, là chìa khóa của trò chơi này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với cô vào ô số 1. Người đứng đầu nhà nước Văn Lang gồm 9 chữ cái. Các con đã có câu trả lời chưa? Nếu như bạn nào có câu trả lời là Hùng Vương thì đây là một câu trả lời chính xác. Câu số 2. Vị thần dời núi ngăn lũ lụt chống lại thủy tinh gồm 7 chữ cái. Đây là một vị thần chúng ta đã từng được học ở những bài, ở những nội dung đầu tiên. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 3. Tên đặt cho con trai của vua gồm 8 chữ cái. Khi mà cô dạy cho các con phần 2 nhỏ tổ chức nhà nước Văn Lang thì cô cũng đã có giảng cho các con về nội dung này rồi. Con trai của vua thì được gọi là... Tiếp tục câu số 4. Đây là chức quan đứng đầu các bộ gồm 8 chữ cái. Đứng đầu các bộ, các con có nhớ là Hùng Vương chia cả nước ra làm bao nhiêu bộ không? Gồm có 15 bộ, vậy thì đứng đầu các bộ chúng ta là... Tiếp tục đến câu số 5. Tên đặt cho con gái vua gồm 7 chữ cái. Nếu như con trai thì gọi là Quan Lang, thì con gái của vua được gọi là... Câu số 6. Nơi yên nghỉ của các vua Hùng gồm 4 chữ cái. Đây được gọi là gì? Nơi yên nghỉ của các vua thì chúng ta gọi là lăng, lăng tẩm đó nha các con. Và câu số 7 cũng là câu cuối cùng. Đây là một truyền thuyết nói về công cuộc chống giặc Ân xâm lược của nhân dân ta. Rất là đơn giản, đó chính là Thánh Tống. Vậy thì chúng ta sẽ có chìa khóa của trò chơi ô chữ, đó chính là Văn Lang. Bạn nào đã có câu trả lời chính xác giống như cô? Nếu như bạn nào có câu trả lời chính xác thì cô có lời khen ngợi với bạn đó.
Đây chính là từ khóa quan trọng của phần 1 La Mã. Hướng dẫn học tập, các con chúng ta sẽ học bài và đọc sách tiếp phần 2 La Mã, nhà nước Âu Lạc. Và chúng ta nên nhớ là trong tuần này, các con sẽ có một bài kiểm tra thường xuyên lần 4. Cô chúc các con chúng ta sẽ có bài kiểm tra điểm thật tốt. Cô mến chào các con.